Okay. Okay, so unit 1 introduction. Hôm nay chúng ta sẽ học phần A vocabulary nhá. À, chủ đề của bài học hôm nay là về personal information, có nghĩa là về thông tin cá nhân. Cô sẽ hỏi em những thứ như kiểu là em tên là gì? À, dạo này Hải có khỏe không? Đấy, những câu chào hỏi giao tiếp thường xuyên. Okay, personal information. Okay, Hải. Can I ask you what's your name? What's your name? What's your name? Hải. Con mở mic lên. Con biết trả lời cô, con không biết thì con bảo là con không biết thì cô sẽ dạy con cách nói. Con không biết cô. Ờ, thế khi mà cô hỏi what's your name, có nghĩa là cô hỏi tên của con là gì, thì con sẽ bảo cô là hello, my name is Hải. My name is Nguyễn Thiên Hải. Ok. Chưa, con hiểu chưa? Được rồi. Okay, nào, bây giờ mình chào lại nhá. Hello, what's your name? Hello, I am. À, đúng rồi. Hello, I am Nguyễn Thiên Hải. À, con có thể bảo là hello, my name is Hải. Con có thể là hi, my name is Hải. Ok chưa? Con hiểu chưa? Đúng rồi. Ừ. Lại một lần nữa nào. Lại một lần này trơn tru nha. Hello, what's your name? Hi, I'm Nguyễn Thị Hải. Ok. Nào, chúng ta sẽ đến với cách hỏi con đến từ đâu nhá. Ví dụ cô muốn hỏi là con đến từ đâu, hoặc con muốn hỏi là cô đến từ đâu, thì con sẽ hỏi là what is your nationality? Nationality ở đây có nghĩa là quốc tịch của bạn là gì? Quốc tịch của bạn là ở đâu? Thấy chưa? What is your nationality? Con sẽ trả lời là I am from Vietnam. Như bạn ở trong ảnh, bạn ở trong ảnh thì bạn ấy bảo là I am from France. France là nước. Nước gì nhỉ? Nước gì Hải biết đâu? France. Nước Pháp. Chưa? Oh, ok. Bây giờ cô hỏi và con trả lời nhé. What is your nationality? I am from Vietnam. I'm from Vietnam. Okay. Nếu như con muốn bảo là con là người Việt Nam, thì con sẽ nói là I'm Vietnamese. I am Vietnamese. Như bạn trong ảnh, bạn ấy bảo là tôi là người Pháp, thì bạn ấy bảo là I am French. Còn con muốn bảo là tôi là người Việt Nam, con bảo là I am Vietnamese. Ok. Con hiểu chưa? Nào, ok, một lần nữa nào. What is your nationality? I am Vietnamese. Đúng rồi. Thế chúng ta chào hỏi lại từ đầu nha. Nào, theo cái cuộc hội thoại này nào. Hello, what's your name? He, I am Nguyễn Thiên Hải. Không phải là he, mà là hi. Hi. Hi, I am Nguyễn Thiên Hải. Ừ, không phải là he nhá. Hi là cách gọi khác của hello mà, đúng không? Hi, I am Nguyễn Thiên Hải. Okay. What is your nationality? I am Vietnamese. Con có thể trước câu này con hay bảo là tôi đến từ Việt Nam, tôi là người Việt Nam. I am from Vietnam. I am Vietnamese. Được chưa? Okay.
À, chúng ta chuyển đến phần tiếp theo nhé. Okay, so hi, look at the picture, and can you guess where the people? Con nhìn vào bức tranh này, con có thể đoán được họ đến từ đâu không? Con nghĩ là họ đến từ đâu nhỉ? Em hơn cô là từ Mỹ. Mỹ à? Ok. Để tí nữa chúng ta sẽ nghe xem là có phải họ đến từ Mỹ không nhá. Ok. À, họ đến từ Mỹ. Mỹ là gì nhỉ? Mỹ tiếng Anh là gì? America. They are from America. Còn đây nha, để cô viết ra phần chat nhá. America. Con có nhìn thấy, oh, sorry, America. Con có nhìn thấy cô viết xong phần chat không? Có cơ. Ừ, đấy, America, là nước Mỹ, ok. À, người Mỹ sẽ là American. American. Đấy là người Mỹ, nha, ok. Viết lại nhá, từ nào con không biết thì con phải viết vào vở nhá. Okay. What are they doing? What are they doing, Hải? Do you know what are they doing? What are they doing là gì, Hải nhỉ? What are they doing? Có nghĩa là họ đang làm gì? Con nghĩ là họ đang làm gì? Họ đang chào hỏi nhau. Ừ, họ đang chào hỏi nhau đúng không? Họ đang hỏi những cái thứ như vừa lấy cô hỏi con đúng không? What's your name? Hải, con đến từ đâu? Cái thứ đúng không? Ok, rồi. Can you guess their nationalities? Có nghĩa là con có thể đoán được quốc tịch của họ là đâu không? Quốc tịch của họ như vừa nãy ấy, quốc tịch của mình là mình đến từ nước Việt Nam thì quốc tịch của mình sẽ là Vietnamese. Quốc tịch của họ đến từ Pháp, France, thì quốc tịch của họ sẽ là French. Còn vừa nãy cô nói ấy, là họ đến từ America thì quốc tịch của họ sẽ là gì nhỉ? Người Mỹ là gì hả? Người Mỹ là vừa có cho từ mới ấy. America. American. Can chứ không phải cờ nhá. America là nước Mỹ. Còn muốn nói người Mỹ thì là American. Được chưa? Hải ơi, con tập trung vào bài học nhá. Con đang làm gì đấy? Con lấy bút cô. Ừ, ok. Ok, Hải. Can you do exercise one? Look at the exercise one. Nào, nhìn vào bài tập số 1 nào. Con sẽ sử dụng những cái từ màu tím này để con điền vào những cái chỗ còn trống này. Ok, con hiểu đề bài chưa? Ừ, cô. Ừ, ok. Nào, đầu tiên nào. Hello, welcome to Europe Language School. Nào, từ đầu tiên, số 1 con sẽ điền là gì nhỉ? Số 1 con điền là gì? Số 1 con điền... Từ cuối cùng cô. Từ cuối cùng là gì? Con đọc lên cho cô xem nào. Ronnie. Ờ, con đọc cả câu lên cho cô. What is your name? Ờ, đúng rồi. What is your name? What is your name nghĩa là gì nhỉ?
What is your name? Nghĩa là em gì nhỉ? Là gì? Đúng rồi, tên bạn là gì? Vậy bạn ấy trả lời tên bạn là gì đây? Khadija. Chắc bạn này đến từ chắc bạn này đến từ Ấn Độ hay sao mà tên bạn ấy khó đọc quá. Ok, nào, cái số 2 nào. Con nghĩ là con sẽ điền là gì nhỉ? Oh, what are you? Hả? How are you? À, không phải. How are you nghĩa là hỏi tuổi của con. Thế nhưng mà con lại nhìn cái câu trả lời phía dưới này, bạn bảo, bạn ấy đánh phần tên của bạn ấy. Thì ở đây con muốn hỏi người khác là bạn hãy đánh phần tên của bạn xem như thế nào. Thì con sẽ nói là how do you spell that? Có nghĩa là con sẽ điền chữ thứ hai này này. How do you spell? Đó. How do you spell that? Có nghĩa là bạn có thể đánh phần tên của bạn được không? Bạn đánh phần tên đấy như thế nào? Hãy con ghi vào vở nhá. Con ghi vào vở. How do you spell? Ừ. Đợi tí để cô viết ra phần chat cho con nhé. How do you spell? Con nhìn thấy chưa Hải? How do you spell that? Dạ cô. How do you spell that? Nghĩa là gì Hải nhỉ? Bạn có thể đánh vần tên bạn được không? Đúng bạn rồi, vần... ghi nghĩa. Ờ, ghi nghĩa tiếng Việt vào nhá. Ok. Vâng. Nào, nhìn câu số 3 nào. Thank you, where? Where gì nhỉ? Và dưới bạn ấy trả lời là I'm from Turkey. Thì vậy là bạn ấy hỏi gì nhỉ? Where? Where are you from? Đúng rồi, where are you from? Có nghĩa là... nghĩa là gì nhỉ? Where are you from? Bạn đến từ đâu? Đúng không? Where are you from? Có nghĩa là bạn đến từ đâu? Thì bạn Cardi, bạn ấy trả lời là I'm from Turkey. Có nghĩa là bạn ấy đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Ok. Rồi con ghi mẫu câu where are you from vào trong vở nhá. Where are you from nghĩa là bạn đến từ đâu. Xong rồi đúng không? Ok, ok. Số 4 này. And how? Xong rồi bạn Cardi, bạn ấy trả lời I'm 18. Tôi 18 tuổi. Vậy bạn là bạn cô gái này cô ấy hỏi là gì? How gì nhỉ? How? How are you? Đúng rồi, how old are you? Nghĩa là bạn bao nhiêu tuổi? Thì bạn là bạn nữ này bạn ấy trả lời là I'm 18. Tôi 18 tuổi. Có bao nhiêu tuổi Hải? Em năm nay 11 tuổi. Ừ, năm 11 tuổi thì con sẽ nói là I'm... I'm 11. 11. 11. Ừ, I'm 11 years old. I'm 11 years old. Ok. À, cô sẽ nói, ví dụ cô, hôm nay cô 25 tuổi đi. Cô sẽ là I'm 25 years old.
con đã hỏi con hỏi cô là cô bao nhiêu tuổi đi xem nào, con nhớ chưa, nhớ cách hỏi chưa? How old are you, Jack? Ah, yes, I'm 25 years old, hi. And you? And you, hi. How old are you? I am 11. 11? No. Vừa cô dạy cách đọc như nào nhỉ? 11. I'm 11 years old. Not 11, yeah? 11. Okay. Okay, now, chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại đoạn hội thoại này với nhau nhé. Cô sẽ đóng vai làm bạn Cardi, con sẽ đóng vai làm woman, người phụ nữ. Okay, nào, con đọc là hello đi. Con đọc cái dòng hello đi. Hello. 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 Không phải hello mà là hello. 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 Đọc tiếp đi nào. Hello. Welcome to. Welcome to Europa. Europa. Language school. Language school. Okay. Thank you. What is your name? Cardi Dama. How do you speak that? Spell that. How do you spell that? A spell. How do you spell that? That. Không phải là that nhá, mà that. That. Con à, cô dạy con đặt cái lưỡi của con ở giữa hai răng này, that. That. How do you spell that? How do you spell that? Okay. K A D I R. Cardi. D E M I R. Demo. Thank you. Where are you from? I'm from Turkey. And how old are you, Cardi? I'm 18. Great. Thank you. You are in your room. In room. 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 You are in room 53. 53. Okay. Thanks. See you later. Okay. Now. Cô sẽ cho con nghe lại đoạn hội thoại lần một lần nữa nhá. Nghe người ta đọc nhá. Để cô một chút nha, để cô tìm. Thank you.
Cái Hải con nghe rõ chưa? Chưa. Ồ, con chưa nghe được à? Chưa. Ồ, thế à? À, máy tính 100 rồi. Để cô share lại nhé. Introduction unit. Less. Con nghe được chưa Hải? Nghe được rồi cô. Ok. Lesson A. Exercise 2. Hello. Welcome to Europa Language School. Thank you. What's your name? Kadir Demir. How do you spell that? K-A-D-I-R. Kadir. D E M I R. Demir. Thank you. Where are you from? I'm from Turkey. And how old are you, Kadir? I'm 18. Great. Thank you. You're in room 53. Thanks. See you later. Okay. Con nghe rõ chưa? Dạ con. Ờ thế là hôm nay con đã học được cách đầu tiên là cách để hỏi tên bạn là gì này, what's your name này. Bạn đánh tên vần, đánh vần tên của bạn như thế nào? Là gì nhỉ? How do you spell that? How do you spell that? Nhắc lại cho cô nè. How do you spell that? Spell. Ờ, spell, con cuốn cong lưỡi của con ở dưới cuối âm lên, con cong lưỡi, spell. Spell. Ờ, how do you spell that? How do you spell that? Okay, cách hỏi là quốc tịch của con là gì nè? What is your nationality? Nè, con đọc lại. What is your nationality? What is your nationality? What is your nation? Italy. Để cô viết ra nha. Nào, cô viết ở phần chat cho con này. Nationality. Nào, nationality là quốc tịch. Okay. Nationality. Nào, đọc lại cho cô. Nationality. 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 Không phải nationality nha, mà là nationality. Nationality, ok. Nào, thế con hỏi là bạn đến từ đâu thì con sẽ hỏi như nào nhỉ? How? No, not how. Where? Where are you?
Where are you from? Where are you from? Where are you from? Con muốn hỏi là bạn bao nhiêu tuổi thì con nói nha. How old are you? Đúng rồi, how old are you? Hôm nay về luyện tập với mẹ nhá, là hỏi là mẹ bao nhiêu tuổi nhá. Nghe chưa? Mẹ tên là gì nhá? Bảo mẹ đánh vần tên của mẹ cho con nghe xem nào nhá. Okay. Next is the alphabet. Con có biết alphabet là gì? Con nhìn đây con đoán đi. Alphabet. The alphabet. Nhìn con đoán con à. Sorry, cô xem hình chưa? Đây đúng không? Đợi con một chút. Nào, con nhìn này. The alphabet nghĩa là gì nhỉ? Bảng chữ cái à cô? Đúng rồi, bảng chữ cái. Nào, ghi từ mới vào trong vở nào. The alphabet. Hải đọc một lượt bảng chữ cái bằng tiếng Anh cho cô xem. Con biết bài A B C D E F G không? Không biết bài đấy không? Ờ, con thử hát bài đấy cô xem. Cô check xem. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V D U V W H I J. Ok, có thấy Hải nhá. Khi mà học đọc Hải đọc chữ G này này là G, không phải là G. 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 Ừ, là G, 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 G. Chứ không phải là G nhá, nhớ chưa? G. Ok. K này. J, K, J. 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 Ừ, chữ G nặng đấy. J. J. Ok, J. L M N O P Q R S S yes. S yes. Yes. S yes. Okay. S T U V W X Y. Chữ Y đọc là Y. Y. Chữ vừa là Y nhá. Y. Why? Okay. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y N Z. Okay. Thưa, hình như vừa cô là con đọc chữ H là gì nhỉ? Con đọc lại chữ H cho cô nghe xem. Chữ H đọc là gì nhỉ? H. 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 Đúng rồi. Okay. Good job. Okay. Yes, yes. Okay. Có biết đây là ai không? Who is he? Không cô. Không á. Con có thích nghe nhạc Mỹ không? Âu Mỹ không? Nhạc Mỹ, nhạc nước Mỹ. Con thích ca sĩ nào nhỉ? Con thích ca sĩ nào không?
Okay. Đây là anh Justin Bieber. Who is he? Bây giờ con muốn hỏi anh ấy đến, anh ấy là ai? Con sẽ hỏi who is he? 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 Nghĩa là anh ấy là ai? Con muốn hỏi là anh ấy đến từ đâu thì con sẽ hỏi là where is he from? Where is he from? Where is he from? How do you spell his name? Nghĩa là gì nhỉ? How do you spell his name? Spell. Mẫu câu này vừa cô vừa cho rồi đấy. How do you spell your name? Bạn đến bạn đánh từ nước nào? Bạn đánh đánh vần tên của bạn như thế nào? Thế con thử đánh vần cho cô tên này nhá. À, đợi cô thì cô sẽ cho vào phần chat cho con. Oh sorry, Justin Bieber. Hi, can you spell that name? À, chữ đầu tiên là J. J. Use. G. U. S. T. T. Đúng rồi. I. I. N. B. N. No. B. I. B. I. E. E. B. B. A. Đúng rồi. Nào, how do you spell that name? Một lần nữa nào. J. U. U. F. G. I. N. B. I. E. B. E. A. Good job, Hải. Excellent. Okay. Can you guess how old is he? How old is he? How old is he? Nghĩa là gì? Old. How old are you? How old is he? Nghĩa là anh ấy bao nhiêu tuổi? Con đoán được anh bao nhiêu tuổi không? Hai 20. 20 á, trẻ thế á. No, he's 30 years old. Anh ấy ngoài 30 tuổi rồi. Ờ, thì anh ấy 35 years old. I guess. Nếu cô không nhầm thì anh ấy năm nay 35 tuổi rồi ấy. Okay. Okay, so do you know what numbers is? Con có biết số trong tiếng Anh đọc là gì không? Số ấy. Number. Number nghĩa là số. Okay. Number. Đi từ mới rồi nhé. Number. Sao kia sao? Không ngờ cô. Ok. Bây giờ cô sẽ cho con nghe một đoạn là một đoạn băng. Sau đó con sẽ nghe cách người ta đọc và con sẽ lặp lại nhé. Introduction Unit, Lesson A, Exercise 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ok, con nghe rõ người ta nói chưa? Ừ. Ok, thế bây giờ hãy thử nói cho cô số từ 1 đến 10 xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, nào, đọc lại theo cô là 1, 2, now repeat 2, 3, 4, 5, 6. Nào, nào, nhớ cái âm cuối cô có 6. 6. Ờ, nhớ phát nhớ cái âm cuối cùng nó có chữ 6. 6. Chữ sao cô đâu? 6. 6. Ừ, 7. 7. 8. 8. Nào, nhớ cái âm tờ ở cuối cô là 8. Nào, bật âm t t t 8. Ừ, 9. 10. Ok, lại một lần nữa nào. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, đúng rồi, 9, 9, 10, 10. Ok, mình sẽ đọc từ 11 đến 20 nhá. 11. 11. Ừ, nhớ là 11. 11. Chứ không phải là 11 đâu nha. 11. Ừ. 11.
số 12 là 12. 12. 12.13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Con biết là số 20 là khoảng gì không? Số 20 là 20. 20. Ừ, 20. 20 nhá. Để cô biết số 20 cho này. 20. 20. À, tương tự nè, số 21 là 21, số 22 là gì nhỉ? 31, 32. Đúng rồi, good job. Số 23. 33. Đúng rồi, số 24 nè. 34. Ừ, con cứ đọc tiếp đi. 35. 36. 37, 38, 29. À, số 30 là gì? 30 nha. Hey, số 31 tương tự là 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, and 40 là 4 gì nhỉ? 40. Số 50 là 50. Fifty, 50, okay, chưa? Khi nào ghi xong thì bảo bố nha. Đúng rồi. Xong rồi cô. Ok. À, chúng ta chuyển đến phần tiếp theo nào. What flags can you see? Ok, flags ở đây nghĩa là cái cờ. Con nhìn trong cái hình ảnh quả cầu này, con có thể nhìn thấy nước nào nhỉ? Có biết cờ nước này là nước gì không? Hàn Quốc. Hàn Quốc ra, đây là Nhật Bản. À, Nhật. Ừ, Nhật Bản tiếng Anh là gì nhỉ? Japan. Ờ, Japan. Japan. Đọc lại cho cô. Japan. Ờ, Japan. Không biết cách cá viết từ Japan không? Có thử gõ vào phần chat cho cô xem nào. Không biết cô. Ờ, thế để cô gõ cho con nha. Japan. Là nước Nhật. Con biết đề nước gì không? Nước. Mỹ. Mỹ á, đâu, đây mới là nước Mỹ này. Đúng không? Có vẻ đấy là nước. Đây phải nước Mỹ không?
là nước Mỹ mà. Đây, để cô xem. Để cô xem có nước Mỹ cho nhá. Làm đầu với là nước Mỹ này. Đây mới là cờ nước Mỹ mà. Đúng không? Có nhìn thấy hình ảnh không? Đấy. Còn cờ nước vừa nãy cô chỉ đó chính là nước Anh. England. À, Akhen thì là bài gì? Là nước gì? Dạ cô. Akhen thì là nước Argentina. Bây giờ cô sẽ cho con nghe một quả. Bây giờ cô sẽ cho con nghe một loạt các nước nha, cách đọc các nước nha. Đây con sẽ nghe xem bạn. Những cái nước đấy là nước gì? Con sẽ đoán xem là những cái nước đấy là nước gì. Ok. Introduction Unit Lesson A Exercises 7 and 8. 1. Hi, I'm Esther. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Antoine. How do you spell that? A-N-T-O-I-N-E. Oh, okay. Introduction Unit. Listen. Let's stop and listen. This is a great... Introduction Unit, Lesson A, 9. Introduction Unit, Lesson B, Exercise 1. Have you got a brother? No, I haven't. But I've got a sister. Here's a photo of us. I'm on the right. Are you twins? Yes, we are. But we aren't identical. Emma's got black hair like me, but she hasn't got brown eyes. Is that your dog in the photo? Yes. Yeah. Giờ con đọc cùng cô nè. Các em đứa ở đây nè. Okay. Yeah. Đầu tiên, nước thứ hai là Australia. 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 Ừ, nhớ lại. Australia. Australia. Ok, là nước. Nước gì con biết không? Nước Úc. Australia là nước Úc, ok? Yeah. Ok, tiếp theo. Brazil. Brazil. Oh, Canada. 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 Oh, Canada and Canada, yeah? Ok, China. 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 Đây, như thế này. China. China. Là nước gì nhỉ?
China là nước Trung Quốc. Ok. Nước Hàn Quốc là gì nhỉ? Hàn Quốc là Korea. Korea. Ừ, Korea. Ok. À, nước Anh là gì? Nước Anh là Aachen, chị nhỉ? Hả? À. Là gì? UK. UK. Ừ, thì nó nghĩ là US đúng không? US. The US. Còn nước Anh là the UK. UK. Nó nghĩ là the US. UK. US. Vậy. Ok. Ok nè, chúng ta sẽ tổng kết lại ngày hôm nay nhá. Hôm nay chúng ta học được cách hỏi tên bạn là gì, là what is your name? Ừ, ok. Bạn đến từ đâu, là where are you from? Đúng rồi, where are you from? Bạn có thể đánh vần tên của bạn không, là can you speak? Can you spell your name? 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 Okay. Tiếp đến là how old are you? How old are you là gì nhỉ? Bạn bao nhiêu tuổi? Đúng rồi. How old are you? What is your nationality? Là gì nhỉ? Bạn đến từ quốc tịch nào? Đúng rồi. Đọc lại cho cô này. Đúng rồi. Đọc lại cho cô này. What is your nationality? What is your nationality? Nationality. Nationality. Đúng rồi, nationality. Ok, về từ này đọc nhiều vào nhá, hôm sau cô kiểm tra nhá. Ok. When is your birthday? Nghĩa là birthday là gì? Birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ngày nào? When is your birthday? Nghĩa là sinh nhật của bạn là ngày nào? Okay. Bây giờ cô trò mình luyện tập với nhau một tí nha. Cô sẽ hỏi và con sẽ trả lời. Và ngược lại con sẽ hỏi cô nha. So, hello, what's your name? I am Hải. Okay, where are you from? I am Vietnam. I am from Vietnam. Okay. Can you spell your name? Cô sẽ cái đánh vần tên của con là tên con là Hải đúng không? Con sẽ cái đánh H A I. Okay, so lại nào. How do you spell your name? H A I. Đúng rồi. Okay, how old are you, Hải? How old are you? I am 11. Đúng rồi, 11. I am 11 years old. Right now, I am 11 years old.
I am 11 years. Oh, I'm wrong. What is your nationality? Khi mà cô hỏi về thế, con sẽ trả lời là I am Vietnamese. I am Vietnamese. No, I am Vietnamese. Okay. Ê, Hải có thể hỏi lại cô được không? Hãy dùng những câu hỏi cô cho hỏi lại cô này. What is your name? What is your name? What is your name? Okay. Hello, hi. My name is Cha. Where are you from? I am from Vietnam. Then you spell your name. Okay, it is T-R-A-N-G. How old are you? I am 25 years old. What is your nationality? Nationality. I am Vietnamese. When is your birthday? Birthday. I was born in July. Ok chưa? Về nhá. Bài tập về nhà ngày hôm nay chính là con sẽ page 4. Con sẽ tập nói những cái câu mà cô đã cho như này. Con sẽ tự tập nói và tự trả lời, hoặc là nói và hỏi mẹ này, hỏi em này. Tự tập nói để cho quen nhá. Vâng. Sau cô sẽ tập nói lại với con nhá. Ok. Ok, cô sẽ gửi lại cái slide này cho con vào trong nhóm Zalo nhá. Nhớ xem lại bài nhá. Ok, goodbye Hải. Goodbye. Bye. Goodbye.